Rồi, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em. Sau mấy ngày em nghỉ Tết ta Việt Nam mình ha. Rồi, thì sang năm mới 2020 thì chúc mọi người làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn và có sức khỏe thật tốt ha. Rồi, nay em trở lại với mấy món đồ nghề. Đó. Nay là mùng 8 em bán lại mọi người. Rồi, mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại trên màn hình của em ha. Nè, 0334830843. Đó. Rồi theo dõi kênh bán hàng đồ nghề của em thì bấm vô nút đăng ký kênh. Và bấm biểu tượng cái chuông á để mình được cập nhật mấy cái video mới em đăng lên. Rồi, hôm nay là cái video có mã số là 158 nha mọi người, 158. Rồi mã sản phẩm nè, mã sản phẩm là số 1 2 3 4 5 6 nè. Đó. Mọi người chốt hàng thì báo em cái mã video với mã sản phẩm giùm nha. Để tránh lộn với mấy cái sản phẩm ở video khác ha. Rồi, đầu tiên giới thiệu cái này. Đây là cái thước. Về được cái thước còn mới tinh, nó chưa sử dụng mọi người. Đây cái thương hiệu này, hàng chuẩn Nhật nha mọi người, Comelon, thị trường Nhật nha. Nó dài 30 m, đặc biệt là nó 3x nè, là nó biểu trưng cho là cái nó làm mấy cái bánh răng đây nè, nó thiết kế cho mình quay nó nhẹ nó nhanh. Đó, hàng mới chưa sử dụng luôn nè. Cái này là dây thép có phủ lớp ni lông nha, để chống chày xước và nó bền hơn cái dây thép bình thường mình thấy. Đây, ở trong nó có bánh răng mọi người. Đó, cơ cấu nó bánh răng để nó chuyển nhông. Đây, cao su mềm nè để dễ cầm. Đó, quay rất là nhanh nha, tua nó lên rất là nhanh, nó khu vô rất là nhanh luôn, gấp 3 lần mọi người, 3 lần cái thước bình thường á. Thước bình thường không có cái cơ cấu này thì nó chậm. Đó, rất là nhanh nha, quay một vòng là nó thành ra nhân 3 lên. Thiết kế rất là gọn ha, kiểu dáng thì nó đẹp. 30 m chưa sử dụng. Đây có cái ngàm để bấu vô đồ mình cần đo nè, hoặc là xếp lại đây. Đó. Rất là nhỏ gọn nha. Đây, 12 cm thôi. Đo được 30 m mọi người. Rồi, mã số 1. Giá 400.000 nha mọi người. Thước dây. Rồi, số 2 đây. Cái mỏ lết. Mỏ lết của Mỹ, dưới tay nè. Utah sản xuất, 200 ml nha. Này, nó cho thị trường Nhật nè mọi người, giúp em. Đặc biệt cái mallet này là nó thao tác nhanh nha. Đây, mọi người xem nè, đang đóng ha. Đó, rất là độc luôn nha. Rất là nhanh luôn. Nhẹ nhàng.
Rồi, nó mở hàm được 25 mili cho mọi người đây, 25 mili. Đây ngàm nó còn rất đẹp luôn nha. Đây. Đây ngàm rất là đẹp nha mọi người. Đây hương hiệu nè. Đặc biệt đây nó có cái khóa dòng nữa. Cái coi đo là bao nhiêu ha. Nó khoảng gọi 19 mili nha mọi người, khóa 19. Đây kích thước nó 20 cm thôi, rất là nhỏ gọn. Rồi cái mỏ lết Mỹ này có mã là số 2 158.2 mọi người, giá 650 ngàn. Rồi số 3 đây. À, cái này không biết là nó công dụng nó là cái gì nữa. Nhưng mà nó vẫn còn hoạt động nha mọi người. Nè nó xài điện 100V nha. Đây 100V 15W của Nhật. Cắm điện vô thì nó nóng hai cái đầu này ha, nè hai cái đầu nè nóng lên, cái này nó giống như cái kềm này nè, không biết nóng lên để kẹp gì nữa. Đây công tắc hai chế độ thấp với cao ha, rồi tắt đó. Cắm điện vô thì nó nóng lên ha, giống như mỏ hàng nha mọi người, nhưng mà hai cái đầu nó như vậy nè. Đó. Rồi bán cho anh chị nào biết xài ha, công dụng nó vẫn nóng nha mọi người, cắm vô nóng ok. Rồi nó là mã số 3 giá 350 ngàn. Này kích thước nó khoảng 20 mà cái mỏ này khoảng 1 phân đó. Đây. Rồi giá mã số 3 nha, giá 350 ngàn. Rồi tiếp theo là cái bình phun. Đây là phun dung dịch, phun sơn hay phun gì cũng được nha mọi người, nhưng mà nó mới chưa chưa sử dụng luôn nha. Đây cái súng này là nó bằng nhôm. Nhôm đặc, nhôm đúc nha. Rất là nặng tay. Đây còn rất là mới luôn nè. Pét nè. Bát này bằng đồng. Đây nó hai nhánh nha, bên trong nó có một cái bát, có một cái đường dẫn, nghĩa là mình siết nó lại thì nó sẽ không có ra nước, nước trong bầu này nè, mình siết van này lại thì không ra nước, còn nhả van ra nó sẽ lên nước từ từ, siết lại thì nó chỉ thổi ra hơi ha, nó xài hơi nha. Này cái đầu vặn vô đầu hơi nè, còn rất là mới chưa sử dụng. Đây mới tin luôn nè. Bình bằng nhôm. Rất là đẹp luôn nha. Cái vòi rất là dài nha. Đây cái súng tới cái vòi luôn, cái vòi là 36 cm này đó, bình nè. Rồi cái bình phun sơn ha, sơn hay nước hay dầu hay mọi người phun gì cũng được,
miễn là dung dịch ha. Đó, phun keo, phun dầu đồ. Này mã số 4 mọi người, giá 700 ngàn. Này nó có cái mã trên cây súng. Rồi, tiếp theo số 5 là cây hước. Đây cái hước gốc của thằng Xinhua. Cái hước gốc nha, cây gốc 90 độ của Xinhua, nó dài 500 mm. Này của Xinhua nè, rất là đẹp. Cái bề này nó dài là 25 cm ha. Đây nè, 250 ly nè, thép không gỉ nè, chữ còn khắc còn sâu luôn ha, rất là rõ. Đây đầy đủ chữ hết. Đặc biệt cái cây này nó rất là dày nha mọi người, chứ không phải mấy cây mỏng thường gặp nha. Cây này đặc biệt dày nên em mới lấy về bán ha. Còn cây mỏng thường em không có lấy. Đây cây này dày nha, loại này dày. Cái độ dày nó thì cỡ 20 ly nha mọi người. Đây 20 ly nè, 20 ly ha. Đó. Nè. Cây góc 90 độ. Rồi cây hước gốc này có mã là số 5 nha mọi người. Giá 350 nha. Rồi tiếp theo cây hước đo độ. Hước đo độ này của đây, thương hiệu là SK Nhật sản xuất. Còn như mới luôn. Đây chiều dài cái thanh này là 10 cm ha. Nó mới quá nên nó bị chói đèn mọi người. Chói đèn nó không ăn ảnh quá. Thường mấy cái đồ mà inox bong bóng là nó bị chói đèn nên nó không ăn ảnh. Nhìn bên ngoài thì rất là đẹp nha, lên hình ảnh nó bị chói quá. Đây. Chữ khắc rất là nét luôn. Rồi đo độ nha mọi người. Này chuyên dùng để đo độ nè. Canh độ lấy độ. Đó, muốn lấy bao nhiêu độ hoạch cái là được ha. Rồi cây này có mã là số 6, 250 nè. Đây một cây cưa sắt cầm tay. Cây cưa này của Nhật, kèm theo cái lưỡi của thằng Nachi nha mọi người. Lưỡi Nachi Japan. Lưỡi này hay bị ngon nha. Nói chung là nó chất lượng nó đứng hàng top nhất nhì của Nhật ha, hàng đầu. Lưỡi cưa sắt chưa sử dụng. Rồi cưa này có thể luồn ở mấy cái hốc hết mình muốn cưa sắt ha. Đó, cưa mấy đồ nhỏ trong hốc rồi luồn nó vô rất là tiện, nhỏ gọn. Rồi mã số 7 nha mọi người, 150 nha. Rồi số 8. Đây là cây dũa lưỡi cưa. Cây này chưa sử dụng nha mọi người. Không có cái chui nha. Đây. Mọi người lấy khúc gỗ hay gì á. Đục cái lỗ chọt nó vô là cầm dũa thoải mái. Đây dũa này chuyên dũa lưỡi cưa. Của Nhật nha. Đây nó không có đóng mộc nhưng mà nó là hàng Nhật nha mọi người. Chưa sử dụng. Đây nhìn nó dính dầu vậy chứ nó chưa sử dụng nha. Còn mới nguyên à. Đây size là 12 cm ha. Tính phần lưỡi không là 12. Cái phần để mình dũa nè. Đó độ dày. Độ dày đạt đỉnh của nó là 3 ly. Đây phần ở giữa là 3 ly ha. Vuốt cạnh lên mép mỏng
Đây, mép là cực kỳ mỏng luôn á, vuốt lên đến 3 ly. Dài nhất là 3 ly. Cho nên mọi người giũa mấy cái lưỡi cưa nhỏ xíu cũng được luôn ha. Nói chung cái size này là chuyên giũa lưỡi nhỏ rồi. Đó. Mấy cưa cành đồ lưỡi nhỏ là mình giũa được hết á. Rồi mã là số 8 nha mọi người, giá 250 nha. Giũa lưỡi cưa. Rồi số 9 nè. Một cây đục tròn, đục lõm. Đây đục lõm của Nhật. Đây tình trạng ha. Trong hàng, hàng này giờ thì em không có mài nha mọi người. Bên em không có nhận mài mấy cái này ha. Không có nhận mài kéo đục này kia. Nói chung là tình trạng nó sao mà bán vậy nha. Đây cái đục lõm nè. Đây là cái mặt mình đục nè. Đó, em quay luôn chi tiết luôn nha. Nói chung là mọi người nhìn qua thì ưng thì phù hợp với nhu cầu thì mình sử dụng thì mình đặt hàng ha. Rồi đây là cái size nó là 25 nha. Đây 25 mm. Chiều dài là 22. Rồi đúng chuẩn bò tròn luôn nha mọi người. Cái này nè đục mấy cái gọt mấy cái cây mặt cắt đồ rất là ok luôn, làm bên ngành cây cảnh đó. Rồi mã là số 9 nha, 250 ngàn. Rồi cuối cùng nay là em có một cái vòi xịt gió nha, vòi gió gắn máy hơi nè mọi người. À, cái loại này là nó full bằng nhựa, đặc biệt là nó của đây quýt đèn là của Thụy Điển nha mọi người, Thụy Điển sản xuất ha. À, nó mát được 16,3 là 16 kg ha, nó chịu được 16 kg, nhiệt độ là cộng 60 độ nè, 60 độ C, âm 20 độ C đó. Rồi vòi nó thiết kế rất là hay, nó cho nhiều lỗ ra trên cái đầu nè mọi người, là nó nhiều cái lỗ li ti nè, khi đó nó sẽ cái luồng hơi nó sẽ xòe ra giúp mình vệ sinh nó nhanh, nó phà ra đều một cái vùng mình muốn cần vệ sinh đó. Đó. Đặc biệt nó cong gì nữa nè, nó cong hình dáng nó cong cho nó dễ thao tác luôn nha mọi người. Rồi. Rồi kích thước là 30, cái vòi dài 10 13, nhựa ha, nhưng mà rất là cứng, nhựa dẻo, cái cò cũng dẻo nè, khỏi sợ gãy ha. Rồi mã là số 10 nha mọi người, giá 300 ngàn. Rồi em kết thúc video đây mọi người. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại trên màn hình của em nha, 0348 30 843 nè. Rồi hẹn gặp lại trong video tiếp theo.